Em xin chào các bác nhá. Đấy thì hàng nó cũng vừa về xong, em vừa khui ra được 4 kiện thì đây. Bóc ra thấy ngay ông em này. Đấy, ông em này thì về không có dây các bác ạ. Đấy thì em xả thanh lý luôn nhá, về cho các bác tự dọn dẹp. Đấy, bán thanh lý tù mù luôn. Con này thì có cầu loa này. Đấy, cầu loa vẫn còn rất là mới luôn. Đây là điện thoại các bác nhá, cắm điện thoại đây. Con này thì công suất của nó là 42 và mã của nó Q900. Các bác đừng nhìn nó công suất 42 mà tưởng nó yếu nhá. 42 nhưng mà các bác có thể đánh được những con bát 18 luôn đấy. Ghép bát 18 đánh cực ngọt luôn các bác, bởi vì là công suất của loa ấy thì nó là công suất dao động thôi. Các bác nhìn nhiều con loa nó khi lên bát 70, 80 nhưng mà hay là 120 nhưng mà nó chỉ là công suất dao động thôi. Tức là maximum cực đại của nó thì là nó tới tầm như vậy. Còn nó sẽ đánh từ tầm khoảng từ 230 đổ lên. Đấy, thế này các cục như này là ghép thoải mái nhá. Con này thì thực sự các bác là hàng cũng vừa về xong thì em chưa thèm dọn dẹp gì đâu, đây này. Đấy, vẫn còn chưa thèm dọn dẹp gì luôn. Đấy thì em xả thanh lý luôn tại vì nó không có dây nguồn. Đấy, không dây nguồn em không có dây mà đấu nó thẳng luôn này, em lười đấu lắm, không có dây đấu đâu. Thì về các bác thử đấu kiểm tra xem nào nhá. Em xả thanh lý tù mù luôn cho các bác. Đấy, con này thì rất điểm luôn này, để các bác 201 nhá. 201. Đấy, xong. Con này là con Q900 của Peeler các bác nhá. Peeler này, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Nhật. Có MD này, CD ở đây nhá. CD có 3 ổ đĩa này. Đấy, 3 ổ đĩa này. 3 khay, 3 khay một ổ. Đấy, đây. Còn đây là MD, trên này là cassette. Đó. Phía trên này là FM AM, còn đây là cắm điện thoại máy tính. Đây là cầu loa. Đấy nhá, như em đã vừa nói rồi thì giá em xả rẻ luôn cho các bác là 201 nhá. Đấy, thì bác nào lấy con này thì alo cho em. Đó, vừa về được một lô hàng thì bóc ngay ra cái con này thì nó lại không có dây nguồn. Đấy, thì bây giờ em quay xong con này xong em lại ra em khui lốt xem. Đó. Thì nói chung thì em nói rất là rõ nhá, tất cả các video em nói rất là rõ rồi. Nhà em thì là không phải thợ thuyền gì cả. Em là chỉ có bán thôi. Các bác nhá, nhà em là tất cả mấy anh em đây là chỉ có buôn bán thôi. Chứ không có sửa chữa gì cả và em cũng không thuê thợ. Nhiều bác bảo là sao không thuê anh thợ về ngồi mà sửa xong mông má lại cho đẹp mà bán. Thực sự các bác là cái đó thì nó đơn giản. Nói thật có như vậy. Đơn giản. Tháng bỏ ra tầm một mấy triệu mà thuê được một anh thợ về sửa thì cũng đơn giản thôi. Không sao cả. Nhưng tuy nhiên thì sửa xong cái vấn đề sửa xong mới là bán được hay không. Đấy mới là cái vấn đề các bạn. Thứ nhất, sửa xong thì mình phải cộng thêm chi phí. Các bạn nhá, cộng thêm 1-2-300 nữa vào đấy. Đó, thì ví dụ con máy này, ví dụ mà tầm khoảng là bán nếu như nó chạy bình thường thì bán tầm khoảng, nếu mà có dây nguồn thứ nhá, bán tầm 500. Đấy, hoặc đến 900. Thì ví dụ cộng thêm 300 vào thì lên 1,2 triệu. Mà 1,2 triệu thì rất khó bán đúng không ạ? Đấy, nếu mà 500 thì cộng thêm 300 thì 800 thì đã rất khó bán. Đấy. Thế nên là em trả dạy thuê thợ. Mà cái nhất nhá, kể cả có bán tới cầm khoảng là 400 đến 500 nghìn hay 600 nghìn mà đã sửa chữa rồi thì chắc chắn là người khách hàng không mua. Đấy. Bản thân em đi mua hàng vậy thôi, đã ở Việt Nam mình mà sửa chữa rồi thì không bao giờ mua. Đó. Còn nếu như bên Nhật người ta có sửa trước thì ok, thì mình còn tạm chấp nhận được các bác nhá. Đây là bên Nhật, người ta bởi vì là người ta cũng như mình thôi các bạn. Cũng có thợ thuyền thì cũng có người dân dùng thì ví dụ trục trặc cái gì đấy thì người ta mang đi, người ta ví dụ nó lỏng cái chân hàn này các bác, nó lỏng cái chân mối hàn thì người ta có thể chấm lại, nó là chuyện bình thường. Đó, hay là đứt cái dây nguồn thì người ta có thể đấu lại. Hay là vị mắt CD nó mờ quá thì người ta có thể lau lại, người ta mở người ta lau mắt lại. Thì đó, bên Nhật thì cũng như người Việt mình thôi, người ta cũng sẽ có thợ thuyền như vậy. Nhưng mà đã về Việt Nam mà đã sửa chữa mông má là đã không thích rồi các bạn. Đấy, cái hàng bãi là như vậy. Thế nên là em nói luôn là nhà em là không có thợ thuyền gì cả. Còn tất cả tình trạng máy nó về như nào là nguyên zin luôn các bạn nhé, nguyên zin từ bên Nhật về, em không hề mở ra cũng không hề động chạm gì cả. Đấy, thì bác nào mở chốt thì alo cho em xả thanh lý luôn 201 về các bác tự nghiên cứu nhá. Đấy, đấu dây kiểm tra mọi thứ xem. Dạ vâng nha, đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em xin chào và kết thúc video tại đây nha.